lá cây để mà sống. Từ nhô luôn đó. Ờ, bạn này không thấy đường. Thì cô sẽ dùng để làm thức ăn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đi một cái chuyến rất là xa để thăm bà con đồng bào. Nơi đây thì bà con sống một cái cảnh rất là khổ sở. Và để hiểu thêm về cái cảnh đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị gặp một hộ gia đình của cô này ha. Đây cô bác quý anh chị thấy chị này đang nấu cơm nè. Ăn cơm với lại đột bí. Chào chị nha. Dạ em chào chị. Chị tên gì ha? Chem. Chị Chem. Chị Chem năm... Dạ. Chị Chem năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không nhớ nữa. Không biết. Nhà chị Chem có mấy người? Nhà hộ mình là 9 người. Dạ họ 9 người. Dạ. Hộ chị Cầm này là 4 người. Của mình là 9 người, cả con luôn á. Ở đâu? Ở trên cái ngôi nhà này luôn hả? Trong nhà này luôn. À, 9 người ở trên một ngôi nhà. Dạ, 9 người. Dạ. Dê hộ chị này là 4 người. Trời ơi. Nhà này là chị đang nấu ăn á hả? Ăn cơm với này cái gì á? Ăn cơm với lá bí. Lá bí, có thịt gì không? Đâu có thịt đâu, nấu cái này không, bỏ muối bột ngọt ăn. À, nấu này bỏ muối bột ngọt ăn. Ở nhà chị có trồng lá bí này hay sao? Trồng chứ. Dạ. Trồng chứ mới có canh ăn. Trồng để có canh ăn. Ăn miếng lá đu, ăn miếng lá ưng. Sao? Ăn miếng lá đu ưng. Trồng lá bí này ăn lại. À, ăn những lá bí này cho đỡ hơn là ăn đá đu đủ đúng không? Thường thì nhà mình ăn cơm với gì? Thường ăn cơm với lá này nè. Gì? À, lá bí này thôi. Trời ơi. Không có gì mà không có tiền đi mua canh, mua thịt ăn đại. Ăn đại, ngày nào mình cũng ăn gì trên hả chị? Thì đó, ngày nào cũng ăn như vậy không à? Dạ. Chồng chị làm gì? Làm rưỡi. Làm gãy ha. Nhà chị có đất cát chưa, đất chưa cát chưa không? Không, đất núi không. Đất núi không? Đâu có đất bằng đâu. Đất bằng đâu? Vậy thì ở đâu mình có tiền để mình mua gạo mình ăn? Gạo thì đi kiếm, đi làm một đồng hai đồng mua gạo ăn. Một hai đồng mua gạo ăn. Dạ. Mấy bé này là con của chị hả? Ở trời ơi. Đó, con của chị không này. Ba chị, đứa này này. Chị mấy đứa? Một này. Đèn một đứa. Hai. Còn mặc áo đen nữa. Ba đứa. Một đứa lấy chồng rồi. Một đứa. Rồi bạn này nữa. Này con Út này. Con Út đó. Là sáu đứa. Là chết ba đứa. Sanh sáu đứa và chết ba đứa. Rồi lúc mà sanh ra thì có sữa để uống không hay là sao? Đâu có sữa đâu, đâu có tiếc đâu mua sữa. Để nhà mà đâu có để bệnh viện đâu. Để ở nhà? Không có để ở bệnh viện. Trời ơi. Vậy là chị sanh sáu bé mà ba bé mất lúc sanh hay là lớn lên này mới chết? Mấy đứa bé của chị, ba đứa kia? Ba đứa kia chết hết rồi. Chết hồi nhỏ hay là sao? Băng này này. À, bị bệnh hay gì chị? Bệnh. Không có tiền đi bệnh viện. Có tiền đi bệnh viện ha. Trời ơi trời. Khổ gì vậy? Rồi nấu nồi canh này cho cả gia đình mình ăn luôn. Ăn luôn, ăn chung luôn à? Hả? Ăn chung luôn. Ăn chung luôn, không có thịt gì hết, chỉ bỏ vô với muối đường bột ngọt thôi. Cái nồi nước đó hả chị? Dạ, nấu nước này. Đâu, nấu nước đó đó hả? Ăn với đột bí để mà sống thôi. Hoặc là đá lá đu đủ. Còn bữa nào không có cơm thì sao? Không có cơm thì người ta cho một ký hai ký ăn. À, người ta cho một ký hai ký ăn. Còn chị ở đây là sao? Cô ở đây là sao? Cô đó
Con mẹ cô con này đi làm rồi. Không, chị này nè, con này nè. À, chị đã cầm, bị cầm. Bị cầm hả? Ừ. À. Mẹ cũng được. Có chồng con gì không? Không. Ở chung với lại chị ha. Không. À, vậy trên nhà này là ở mấy người? Bốn người. Trên nhà này ở bốn người. Ừ. Đó, hai đứa con này nè. Đó. Đó. Đó, kêu lên ở ba chị này. À, hai bạn này á hả? Ừ, mẹ nó đi làm rồi. Mẹ đi làm rồi. Ừ. Đợi anh ngâm tóc ta nha. Vậy là hai đứa này là con của chị luôn. Cháu. Cháu. Ừ, mẹ nó đi làm rồi nó bỏ con nó về chị nuôi. Trời ơi. Quê. Rồi nước mình sinh hoạt mình tắm sao? Ở đây nè. Đi múc. Đi múc. Múc ở đâu? Bên kia suối bên kia. Múc ở suối ha. Ừ. Ai đi múc? Con nè. Con đi múc nước hả? Rồi tắm ở sao? Tắm ở đâu? Tắm ở suối luôn. Còn nước này là để nấu ăn đúng không? Ừ. À trời ơi. Nước này là để múc ở suối về các bé nhỏ. Cô bác anh chị, múc ở suối về rồi sau đó để dành để nấu ăn. Còn tắm là phải qua suối tắm đúng không chị? Ừ. Dạ. Nhà này là nhà sàn. Ở dưới này có chăn nuôi gì không? Không có gì hết. À. Cô này là cô không có nói chuyện được. Cô này cô không biết là nhiêu tuổi hả? Sáu mươi mấy tuổi rồi. Ừ. Là chị của chị hay sao? Ừ, chị ca nhất đó. Dạ. Chị ca nhất đó. Chị lớn nhất. Dạ. Dạ. Ờ, sống với chị nuôi luôn. Đây là ngôi nhà của chị. Cho em lên được không? Lên đi. Dạ. Ta gu pha nhun đi nhầm gan. Trời ơi. Rồi tối mình ngủ ở dưới này hết luôn đây hả? Ừ, phải em, chị đã ngủ bên này, mình là ngủ dưới nhà này. Dạ, chị này là bị sống ở bên đây. Dạ. À. Rào chưa bằng gan? Gan. Đây là làm bằng tre hết à. Những cái sàn này làm bằng tre. Ngủ mà không có nệm thì cũng đau lưng lắm. Bắp này để làm gì hả chị? Ừ. Ngô nè. Bắp đó đi dọn. Để làm gì? Đi trồng lại. Dạ? Đi trồng lại. Đi trồng bắp. Đi cần bán lại. Phải đem mình đi dùng đi trồng lại, trồng bắp trồng lại. À, trồng lại. Ừ. À, chị ơi, còn cái này, lá này là lá gì đây? Đây. Đây. Lá mì. Lá khoai mì. Ừ. Lá khoai mì mình để mình ăn đó hả? Dạ. Mình để mình ăn cơm đó hả? Dạ. Mình già cái đá, già rồi bò muối, bò ngọt, bò đồ. Dạ, còn cơm, gạo mình nấu ở đâu? Nấu cái sông đó. Nấu bên đây rồi đó hả? Dạ. Gái. Tớ chủ. Thôi nấu mẹ hê, hả nhà kia. Cơm nấu rồi. Ở nhà chẳng có gì cả, diện tích ngôi nhà này thì bé xíu xíu à. Chỉ có cái gùi và đây là cái nguồn dự trữ thức ăn nè. Cô bác anh chị có tưởng tượng được rằng đây là cái lá sắn á, lá của khoai mì của mình đó. Ừ. Thì cô sẽ dùng để làm thức ăn. Cái này là mỗi ngày gia đình mình ăn nhiều không? Nhiều chứ. Nhiều hả? Ừ. À, cái này là mình phải trồng mới có ăn. Ừ. Mình chà ra. Phải mình hai cái này bắt đầu mình chà trong cái cuối. Chà bắt đầu nấu bún ngọt xà ra ăn. À. Bỏ bún muối bún ngọt xà ra ăn. À. Bỏ dầu thêm ăn. Lâu lắm mình mới được ăn bông bí hay lá bí hả? Ừ. Lâu lắm mới ăn đó, mới trồng bữa mới có ăn, mới có đó ăn. Cái lá này thì lâu hơn đúng không? Còn cái này thì dễ, ngày nào cũng ăn. Ừ. Còn cái lá này là lâu nhất nè. Thôi chị bỏ đi nước sôi rồi kìa. Để nè, bây giờ gan bắc mới hình này, tôi có ôn thuê vậy. Gan bắc nè. Tôi sẽ biết mày có. Khi em bắt lá bẹo cơ, đấy nhá. Cô bác của anh chị biết không, khi mà Bùi Hồ đi khảo sát ở đây á thì thấy cô chú anh chị ở đây đi sống là ăn với những cái lá cây á, lá cây là chính thôi. Lâu lắm mới có ăn với lá bí này, chứ bình thường là ăn lá mì với lại lá đu đủ đúng không cô? Ừ. Lá chị ăn lá mì với lại lá đu đủ rồi. Bây giờ nước cũng sử dụng rất là tiết kiệm rồi, bỏ vô ăn, bỏ vô nấu và ăn thôi. Có nghĩa là cô này cũng phải ăn lá cây để mà sống. Trời trời. Ở chỗ có chỗ là nhỏ nhất. Dịp vụ.
là nấu xong là các bé lên ăn liền. Mà hừ, mà sao đâu ngọt cái bi ham gan. À, kêu các bạn dọn cơm ra ăn đi. Không có dao gì hết trơn á, ngắt ngắt gì á. À, rồi trụm lên rồi ăn. Ăn này là ngon nhất rồi đó hả? Ừ. Luộc. À. Mà sao đâu ngọt hả? Cái này đi chăn ăn chiều. Còn cái này chiều chiều ăn hả? Dạ, đi dành. Để dành, để dành. Ừ. Trời ơi trời. Đi dành ăn chiều. Đây là một bữa ăn của bà con đồng bào Sắc Lây. À, cái đó là muối, cái kia là bột ngọt. Dạ. Không có ăn đường ha. Ừ. À, vậy là thành bữa ăn rồi đó. Bữa ăn này là ngon nhất của cả gia đình ngày hôm nay mà Bùi Hồ ghé lại mà gặp á. Đi ăn ở bên lập à? Mặn đi lập lập. À, cái đó chừa lại, cái đó chừa lại. Dạ. Cứ ăn. Tiếp rồi. Ha. Bố ở Osaka kẹp. Rồi lát nữa mình dọn lên đây ăn hả? Ừ. Hay là ăn ở dưới này? Ăn dưới này thôi. À, ăn thôi cơm. Mình dọn cơm ra ăn đi. Đã chưa chín đã. À, đợi chín canh cái đã. Đợi chín canh tí đã. Nè 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 nè, mẹ của Su đây, vô kẹp cái bánh này. Nhưng mới mẹ chín cái này. Anh là đi làm ngày được nhiêu tiền? Nhưng tầm rưỡi. Trăm rưỡi. Ừ. Đi người ta đi người ta kêu đi làm nhà. Ừ. Mẹ trời. Bơ cái gì nhỉ? Một nồi canh đó là cho mấy người ăn? Này, còn này ăn hết luôn. Hết nhà luôn? Dạ. Chị tên Linh hả? Ừ. Chị tên gì cô này? Chém. Chém, chém. Ngon không? Quá ngon rồi đúng không? Ngon nhé. Đây là bữa ăn ngon nhất rồi. Đâu có thịt cá gì ăn hả? Ừ. Chưa chín cái đam mê bữa ăn. Dạ? Chưa chín cái đam mê bữa ăn. À, đợi khi nào chín thì mới dọn lên ăn. Ừ, dọn ăn. Chọc cho cái địa biên là bữa và cái bác sĩ cơ bôi dặn dặn khỏe nói như vị hả nhờ địa biên là bữa con. Ngày hôm nay cái hành trình của Bùi Hồ á thì đến đây á cũng mang theo là 5 kg gạo nè, rồi đây là bánh ngọt, đây là nước mắm, rồi kể cả có nước tương và thậm chí đây là cái phần cơ phần địa biên là bữa cơ có khô cho cả gia đình á, với lại mì để cho các bé ha. À, có cả bánh nữa. Cũng mong rằng là đây là một, tại vì các bé ở đây rất là thiếu chất chất đạm đó cô bác anh chị, đa số ăn rau củ thì chủ yếu là chất xơ thôi. Rồi bây giờ gia đình dọn lên ăn là kè. Ngâm xe đi. Có một nồi canh cả gia đình ăn với rau cả gia đình phải xúm xích nhau ăn. Tao mà gửi một bát đá mà gửi nè. À, tao bỏ cái bộ mà. Bạn này có áo không? Không mặc vô. Mặc áo vô. Ngập xí ngó. Ngập xí ngó ngó. Cái chén rồi. Ừ, là tao xem quên. Tao xem vậy nhỉ? Dạ. Đi rửa chén. Đi rửa hả? Đã bắt bát đá mà hẳn nè. Mà bố đi nha, bà hương mà xin đi có bắt ở mẹ bẹ. Nồi cơm này là cả gia đình ăn luôn. Ừ. Ta cái này là hệ nhỉ. Trời ơi trời. Ta sẽ quên em quên. Nhà chợ bỏ cháu bạn này cơm canh thơm đơm bơm. Cơm canh thơm quá hả? Ừ. Ngon á hả? Thơm, thơm. Bạn này rửa chén. Cốc quá tì.
Chúng ta không tưởng tượng được rằng là một bữa ăn chỉ có lá bí, đọt bí là ngon nhất rồi. Ăn kể cả luôn cái phần lá và ăn buổi sáng thì chừa lại cái phần buổi chiều để ăn nè. Còn đây là cái phần rau, ở cái phần lá mì. Lá mì chừa để trưa ăn hay vài ngày tới mà có mưa. Mai mới ăn. Mai mới ăn lá mì. Sang mai. Sang mai mới ăn lá mì. Còn hồi đó giờ mình ít ăn cá lắm hả? Đâu có cá đâu mà ăn. Tiền đợi đi mua cá ăn. Tiền đâu đi mua cá ăn? Đài ăn. Dạ, ngôi nhà này là mình tự cất hả chị? Tự mình làm. Tự mình làm ha. Cái này kêu, là kêu, kêu người ta thuê làm. À, kêu người ta thuê làm. Tự mình làm. Những cái phần tre á, nó bị bung lên hết rồi nè. Là nữ là ngủ nằm đau lắm. Tắm là phải xuống suối tắm. Còn đi vệ sinh thì sao? Đi tiểu thì sao? Đi đại. Đợi nào bị bại. Không có tiểu. Đợi nha. Không có nhà vệ sinh. Có cái nhà để che mưa che nắng thôi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Đang cắt. Để nào, bé mẹ. Giờ hạt đừng ngại vãi chút đời. Nhờ ba mẹ đây đi mẹ. 6 người. Ha, có bỏ. Bà vui là bắt bây ba xâm bạc tâm bạc xì gửi. Tụi vãi lọc miếc nghệ bẹ ba mẹ về đây. Bà chụ nha con. Nhanh không nghe. Chậm mới nhập. Nó phụ nè. Ôi trời ơi. Quay cho chăm cho cho. Mình cho cho. Hàng đu bồ phụ đấy. Khóc không? Con này đen đen đen. Hàng đạp đu. Không biết thì cô bác với chị cảm nhận như thế nào, nhưng mà riêng đối với mình thôi, nhưng mà đặc trưng đây là chứng kiến cái bữa ăn của cô, cô chú là đồng bào rất quay ở đây cũng vô cùng khổ cực, không có nước mắm nước tương gì trơn nha. Rồi, thương vậy bật đèn đâu giật giật bật đèn chia cơm nhau, chia cơm chia rau nhau. Mãi chụp bằng con luộc. Chắc à. Bằng con sợ xí tin nào. Dặm chơi tui nha, sợ gì à. Dặm chơi. Mãi chụp. Dạ bao lô bang. Chỉ dài lá bí thôi mà chia ra mỗi bạn ít, mỗi bạn ít. Hôm nay là bữa ăn ngon nhất của cả gia đình thôi đó. Thôi là một lần. Rồi. Hôm nay ăn trước rồi, ăn xong rồi mà được mấy đứa con thuê chưa ăn. Hết chén rồi đúng không? Hết chén, ăn xong rồi hồi nay. Mình ăn xong rồi con mấy đứa con thuê chưa ăn. À, chén xong rồi. Bật lại hết chọn. Các bạn có cần chan nước tương không? Bật chị kia chắc chạy. Ta có ý nữa. Hỏi ghi la mới nhấp. Cái gì ạ? Chăng gì nha. Cứ nhìn ta có. Gã nha. Chaka chaka. Nghe chưa nha. Đi ở trị non. Ngọc bà lộ. Em này đi mô nè. Bạn này bị không thấy đường hả? Không. Đâu bạn nào đâu? Trời ơi. Nó đi đại té thì nó cũng đi đại thôi. Đi té cũng phải đi đại thôi. Xem ra. Xem ra. Ayu. Bạn bị từ nhỏ hay sao chị?
Từ nhô luôn đó. Ờ bạn này không thấy đường. Con ăn cơm vậy ngon không? À, bao lâu rồi con mới ăn với lá bí này? Ăn ăn đợi đợi bật nhà ơi vào đi nhà ơi. Vào bị tăng em gần. Con ăn vậy ngon không? Ngon hả? Trời trời. Đây. Đây là cái phần cơm của cả gia đình nè. Cái phần ngon nhất thì chị sẽ dành cho mấy đứa trẻ, đôi khi chị phan dữ lắm. Bật đây nào, vật lệ chưa? Bật cái gì? Ai vô ở sân rồi? Đôi khi là không có cơm ăn luôn. Chị, hôm nay á, em đến đây á, em thay mặt Mạnh Thường Quân á, là anh Nhiêu gửi cho chị 5 kg gạo nè. Đây nè. Đây 5 kg gạo. Các bạn ăn xong là các bạn sẽ được uống sữa ha. Bắt chân. Vâng kìa. À, mỗi phần như vậy thì Bùi Hồ sẽ thay mặt anh Lê Quang Nhiêu á tặng cho bà con ở đây là 5 kg gạo, vì chở 10 kg lên nó khó khăn lắm cô bác anh chị, đèo ở đây đoạn đường rất là xa. Rồi một thùng mì cho gia đình của mình ha. Đây một chai nước mắm nữa nè. Đây còn này là chị biết gì không? Đây là cá khô. Cá khô này thích ăn không? Thích ăn chứ. Thích ăn cá khô này không? Ừ. Có tiền mua không? Không có tiền mà mua. Cái này là ăn còn bao nhiêu để ra phơi nắng nha. Dạ dạ. Còn cái này là kẹo cho các bạn nè. Bánh ăn xong các bạn sẽ ăn bánh uống sữa. Rồi cái này tí xíu nữa các bạn nào ăn giỏi thì sẽ uống sữa nha. Mừng không chị? Mừng. Mừng sao? Cảm ơn. À đây là những cái phần quà mà theo Bùi Hồ nghĩ á là thiết thực nhất, vì đối với các cô chú ở đây, hộ gia đình ở đây có tiền đi chợ xa lắm. Đi chợ xa không? Xa lắm. Xa lắm hả? Nhà mình có xe không? Không. Không có xe nên là ổng có đi chợ. Rồi bạn ăn nữa không? Như người ta lên trên này bạn có tiền mua lần 10.000 ta. Có tiền mua, không có tiền thì nhịn. Ừ, có tiền thì mua, không có tiền thì nhịn. Bạn bên đây là không thấy được. Bật quá nha. Bật chị đợi chưa? Họ bù nha, kể cả như vậy. Rồi, uống sữa, khui sữa ra cho các bé bạn luôn. À, các bạn uống sữa đi nha. Xa. Ba. Đỡ đi. Ba. Ờ, các bạn ngoan ghê, lấy hai tay. Cua bánh đó nè chị. Này có bánh. Biết bánh này không? Sô-cô-la. Hả? Sô-cô-bài. Ra. Quên. Đó để dành. Chợ lấy đi chưa? Passion. Dạ. Chọn cả hình là ta xe cho bạn ạ. Để các bạn hộp. Và đây là hoàn cảnh đầu tiên mà Bùi Hồ ghé thăm bà con đồng bào dân tộc Sắc Lây ngay tại huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Và đây là bữa ăn chính của cả gia đình, chủ yếu là ăn với lại lá mì, lá cây là thành phần chính. Nên ở đây các bé ở đây á, tình hình chung là rất thèm những bữa ăn mà có những cái chất đạm như thế này nè. Thịt và cá là một bữa ăn rất là xa xỉ. Ngày hôm nay là ghé gặp gia đình ăn với lại cái lá bí á. Thì mình cảm thấy là chỉ có lá bí thôi, nhưng mà cả gia đình dự trữ cho cả nguyên một ngày nè. Lá già cũng lấy luôn nha. Lá bí là lá già cũng lấy luôn.
đối với một số nơi ở miền Tây của mình á, chỉ ăn cái đợt này thôi đúng không? Nhưng mà đây lá bí là bà con cô bác vẫn tận dụng ăn. Vì cuộc sống bao nhiêu đó thì mình mới hiểu cái cuộc sống của bà con cô bác của anh chị ở đây còn rất là nhiều khó khăn và còn cần sự chung tay hỗ trợ của tất cả mọi người để mà cho các bé có những cái bữa ăn ngon hơn để vượt qua những cái lúc khó khăn hoạn nạn nhất. Và cũng đồng hành với Bùi Hồ hôm nay thì đây là những cái phần quà mà nhu yếu phẩm gửi tặng cho gia đình. Thay mặt các cô chú cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ rất là nhiều đã đồng hành với Bùi Hồ trong cái chuyến hành trình về miền Trung lần này. Bạn này thấy bị tật tật bò dễ thương á, không mở được không? Thấy có đậu cái xe thì các bạn ngừng lại. Này con. Nãy bên chú cho gà chưa? Hả? Cho gà cho nữa. Bên này cho ngồi đúng không? Con có chưa? Chưa hả? Con lấy không? Cô Út ngon không?